Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ phim Thầm Kiếm Tâm. Thầm Kiếm Tâm ống giấc mộng trở thành đại hiệp danh tiếng lừng lẫy, vậy nhưng hiện thực quá khắc nghiệt khi cậu chỉ là một tên bảo vệ quen của đạo hương thôn. Làm công việc này được 8 năm, trải qua những đắng cay ngọt bùi, muôn vàn thăng trầm thì cũng là lúc Thầm Kiếm Tâm nhận ra rằng giấc mơ đại hiệp càng lúc càng xa vời. Thế là cậu ta đem chuyện phiền lòng này tâm sự với vị sư phụ của mình. Sư phụ mặc dù không mấy quan tâm lắm, nhưng vẫn cố gắng ngồi nghe những lời than thở, phàn nàn của học trò. Cuối cùng ông ta đưa ra một kết luận, từ đời xưa đã có câu, đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Trọng tâm của vấn đề mà Thầm Kiếm Tâm đang mắc phải chính là một chữ ế. Nhận thấy được nút thắt đã được gỡ, cậu ta liền tức tốc tìm kiếm ý trung nhân của mình. Nhưng đời đâu như là mơ, thấy một vị cô nương té ngã liền tỉnh bơ bỏ đi. Sau đó lại thả thính một người phụ nữ đã có chồng thì bị lão chồng bón hành đầy miệng. Quyết tâm không thể chịu thua, Thầm Kiếm Tâm ngay lập tức gạ được một vị cô nương vô cùng xinh đẹp lại thuần khiết. Vậy nhưng chớ trêu thay, hạnh phúc chưa được bao lâu thì cũng tan biến. Thế là cuộc đời không mấy thành công, tình duyên lại lận đận. Đây có lẽ là nam chính thảm nhất trong các nam chính. Vậy nhưng Thầm Kiếm Tâm lại quyết không nhục chí. Cậu quyết định dứt áo ra đi hành tẩu giang hồ trở thành một đại hiệp thực thụ. Vậy nhưng xui xẻo thay lại vướng vào một lời mời gọi gia nhập Thuần Dương Cung. Ngỡ rằng bản thân đã vớ được cục vàng to, vậy nhưng không ngờ rằng khi đến nơi này Thầm Kiếm Tâm vẫn không thoát khỏi số mệnh là một bảo vệ quen. Đúng là chức vụ bảo vệ không tự dưng mất đi mà nó chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác mà thôi. Giấc mộng đại hiệp vẫn còn dang dở, Thầm Kiếm Tâm quyết không nản chí. Cậu chính là muốn lợi dụng đại hội trưởng môn của Thuần Dương Cung này để gây chú ý với trưởng môn. Nhìn sương sương qua đây chẳng khác gì một buổi họp fan lớn của trưởng môn Lý Vong Sinh. Ông ta đến nhanh như ngọn gió và rời đi cũng y chang vậy, khiến cho Thầm Kiếm Tâm có chút hụt hẫng. Vậy nhưng ý chí làm giàu lại một lần nữa trỗi dậy, thế là Thầm Kiếm Tâm quyết định đi gặp mặt Lý trưởng môn để bàn chuyện đại sự. Hỏi ra mới vỡ lẽ, Thầm Kiếm Tâm từ lâu đã thành công thu hút được sự chú ý của trưởng môn Thuần Dương Cung. Chính vì vậy, lão ta rất đặc biệt để tâm đến cậu. Lý Vong Sinh nhận thấy được tiềm năng vô hạn trong Thầm Kiếm Tâm, liền hào phóng tặng cho hắn bí kíp võ công được truyền từ đời này sang đời khác của Thuần Dương Cung. Lấy được cuốn mật tịch, Thầm Kiếm Tâm ngày đêm nghiên cứu chuyên sâu. Muốn trở thành một vị đại hiệp vang danh tứ hải buộc phải trải qua 3 bước. Bước đầu tiên đó là phiến tâm kiếm pháp. Nghe thì có vẻ hào hùng thế thôi, nhưng thực chất chính là lợi dụng lòng người. Kẻ thảm trận nhưng lại có một cuộc đời bi ai ở phía sau mới chính là kẻ chiến thắng thực sự. Nhờ vào sự ăn vạ đó mà Thầm Kiếm Tâm từng bước đạt được cột mốc có chút danh tiếng. Đến bước thứ hai, đó chính là dư luận kiếm pháp. Năm xưa Kỳ Tiến cũng luôn lẹo nhờ vào dư luận mà danh tiếng vang khắp năm châu. Có kẻ đi trước mở đường, Thầm Kiếm Tâm cũng nhờ thế mà chạm mốc vang danh tứ hải. Chỉ còn một bước nữa là cậu ta có thể hoàn thành giấc mộng 8 năm qua. Vậy nhưng khi bắt gặp một người đệ đệ đang chăm chỉ luyện tập dưới cái tuyết lạnh, đã đánh thức lòng tự tôn và danh dự của Thầm Kiếm Tâm. Anh ta quyết định ném đi cuốn sách và bắt đầu lại từ đầu. Vậy nhưng xui xẻo thầy, người nhặt được cuốn bí tịch mà Thầm Kiếm Tâm vứt đi lại chính là vị sư đệ kia. Thầm Kiếm Tâm có một bài học cuối cùng nữa chưa đọc đến, và bài học cuối cùng đó chính là nhảy xuống vực sâu. Áp dụng theo, thế là vị đệ đệ đó bước một bước lên mây, liên tục gặp được kỳ ngộ dưới vực và trở thành thất tử của Thuần Dương Cung. Thầm Kiếm Tâm rồi cũng nhận ra chân lý của cuộc đời mình, không hành tẩu giang hồ, đời không nể. Lấy lý do đó mà cáo từ sư phụ dứt áo ra đi lần nữa. Vậy nhưng vừa xuống núi chưa được bao lâu thì gặp phải khách điếm bán đồ ăn với giá cắt cổ. Để trả giá cho sự dại khái của mình mà Thầm Kiếm Tâm đã bị chấn lột hết tiền lẫn y phục trên người. Nghe thoang thoảng giang hồ đồn rằng danh kiếm đại hội 10 năm mới tổ chức một lần, phần thưởng vô cùng lớn. Điều này khiến cho giấc mộng đại hiệp của Thầm Kiếm Tâm một lần nữa có thêm hy vọng. Tin đồn về đại hội lần lượt lan truyền khắp nơi, trong đó có cả Minh Giáo. Bọn họ này đã có chỗ đứng ở Trung Nguyên, tuy vậy độ nổi tiếng lại chẳng bằng ai. Chính vì vậy, muốn nhờ vào danh tiếng của danh kiếm đại hội lần này để kiếm chút nhiệt. Lục Nguyên Châu là giáo chủ của Minh Giáo, ra lệnh cho hai sư đệ của mình lập tức mai phục tàng kiếm Sơn Trang, trộm về thần kiếm để tăng danh tiếng cho Minh Giáo. Mạc Ngôn Tiếu và Mạc Ngôn Cấp ngay lập tức tuân mệnh, bước đi hiên ngang để chuẩn bị cho kế hoạch trộm cắp của mình. Trong khi đó, Thầm Kiếm Tâm đã thành công tìm tới cửa của tàng kiếm Sơn Trang, vừa hay gặp được hai anh em nhà họ Mạc, muốn làm thân cho đỡ lạ, nhưng có vẻ Mạc Ngôn Tiếu lại không thích điều đó.
định bụng trừng trị tên tiểu tử này nhưng cuối cùng lại bị Thẩm Kiếm Tâm cho bón hành ngược lại. Bỏ qua chuyện nhục nhã đó, cả hai huynh đệ họ Mạc liền nhanh chóng xâm nhập vào bên trong Tàng Kiếm Sơn Trang để thực hiện hành vi trộm cắp của mình. Nhưng thực chất nơi này từ lâu đã trở thành điểm tham quan. Thay vì bỏ nhiều công sức lén la lén lút, thì Thẩm Kiếm Tâm lại hiên ngang ra vào nơi này không chút do dự. Điểm cuối cùng của tour tham quan ngày hôm nay đó chính là chiêm ngưỡng nhan sắc mỹ miều anh tuấn, hoa nhường nguyệt thẹn của Diệp Anh Đại Hiệp. Theo như chuyên gia nhận định thì nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa cũng không thể giấu nổi sự xoáy ca của Diệp Anh. Lợi dụng thời cơ chín muồi, Mạc Ngôn Cấp lập tức tấn công. Vậy nhưng đời không như là mơ, Diệp Anh vừa cúi xuống nhẹ nhàng nhặt cây kiếm liền vung tay một cái, đâm vào ngực của Mạc Ngôn Cấp. Giang hồ đồn thổi, thằng em bị đánh thì thằng anh ra mặt. Mạc Ngôn Tiếu định dùng thần công tinh băng trưởng một chiều đánh bại Diệp Anh. Vậy nhưng không ngờ rằng Thẩm Kiếm Tâm lại xuất hiện. Chiêu thức chưa đánh tới đã bị hóa giải. Nhận thấy sự tình vượt ngoài kế hoạch, hai anh em họ Mạc biết điều rút lui. Thẩm Kiếm Tâm đi tới mặt dày mượn tiền Diệp Anh khiến cho Mỹ Nam Trần Tĩnh cũng phải tỉnh giấc. Để dụ dỗ con mồi cho vay tiền lộ phí, Thẩm Kiếm Tâm buộc phải đem lọ thuốc quý mà Thuần Dương cùng đặc chế. Loại thuốc này chính là nam tử dùng thì dưỡng trắng đẹp da, nữ tử dùng thì cường thân kiện thể. Nghe thấy lời mày gọi để ngon ngọt, Diệp Anh ngay lập tức đồng ý. Thẩm Kiếm Tâm không những không bị vẻ đẹp chim sa cá lặn của Diệp Anh quyến rũ, lại còn nhanh chóng muốn rời đi. Điều này càng khiến cho Diệp Anh thêm phần hứng thú, muốn nhã hứng mời cậu ta ngồi lại uống trà, ôn lại chút chuyện cũ. Thực ra thì hắn ta hoàn toàn không biết võ công, mọi thứ đều bắt đầu từ khi hắn ta còn nhỏ. Nhờ vào gương mặt trời phú mà những tin đồn về đệ nhất kiếm pháp của Tàng Kiếm Sơn Trang ngày một phóng đại hơn. Không những thế, vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng cao thủ võ lâm cũng là một phần ăn may. Cứ như thế mà đến cả chức trang chủ của Tàng Kiếm Sơn Trang cũng đều là nhờ vào vận khí của gương mặt này. Nói ra thì có vẻ khó tin, nhưng sự thật lại chính là như vậy. Nhận thấy được Thẩm Kiếm Tâm là một bằng hữu đáng để kết giao, Diệp Anh liền cùng cậu ta kết nghĩa huynh đệ. Ngoài ra còn dẫn Thẩm Kiếm Tâm tham quan thần kiếm toái tinh giành bất hư truyền. Bốn dĩ Diệp Anh định mượn chuyện này trừng phạt tội Thẩm Kiếm Tâm không bị u mê trước vẻ đẹp mỹ miều của hắn. Nhưng không ngờ rằng tên tiểu tử này lại một tay nhẹ nhàng làm gãy đôi thanh thần kiếm trong truyền thuyết. Cũng may bọn họ nhanh chóng nghĩ ra kế chữa cháy kịp thời, đem thanh thần kiếm toái tinh dán lại như cũ, tiện thể mượn thêm vài lời quảng cáo về thanh thần kiếm bị Thiên Lôi đánh. Không những không phật ý người tham gia, ngược lại còn tăng độ sôi nổi. Lần này lọt vào bảng xếp hạng có 4 người, trong đó có cả Thẩm Kiếm Tâm. Ngay trận đấu đầu tiên, Thẩm Kiếm Tâm đã buộc phải xuất chiến. Nhận thấy được tiểu bằng hữu của mình chưa nắm rõ luật chơi, Diệp Anh đi tới trầm tư giải thích cặn kẽ từng chút một. Cũng vì thế mà bí mật của Diệp Anh bị hai anh em nhà họ Mạc nghe lén. Đối thủ trước mặt Thẩm Kiếm Tâm vốn dĩ không phải hạng to tát, tiêu diệt hắn còn dễ hơn trò lòng bàn tay. Chỉ có điều Bùi Nguyên này quyết không chịu thua, liền dùng kế sách vô sỉ kiếm pháp để mê hoặc lòng dân. Dù cho Thẩm Kiếm Tâm có thắng trận đấu này đi chăng nữa thì lòng dân chẳng thể nào nguôi ngoai. Vậy nhưng đừng quên rằng, nói đến vô sỉ, Thẩm Kiếm Tâm hạng hai thì không ai dám tranh hạng nhất. Cứ như thế cậu ta dễ dàng giành được phần chiến thắng. Tưởng chừng như mọi chuyện đều êm xuôi cho tới khi đại hội đi tới bế mạc, thì anh em nhà họ Mạc lần nữa đến gây họa. Mạc Ngôn Tiếu ép Diệp Anh đến đường cùng. Nếu như chịu được ba trường của tinh băng trường pháp của hắn, hắn và người của mình giáo tuyệt đối sẽ không bén mảng tới Tàng Kiếm Sơn Trang. Không thể tiếp tục chịu đựng được việc huynh đệ tốt của mình phải chịu đòn, Thẩm Kiếm Tâm nhanh chóng dùng nội công của mình để cứu Diệp Anh. Cứ tiếp tục chịu đòn như thế, e rằng Diệp Anh khó lòng mà trụ nổi. Vào cái khoảnh khắc sinh tử ấy, Thẩm Kiếm Tâm dùng gương mặt đầy chân thành nhìn Diệp Anh rồi động viên. Cộng thêm tốc độ nhanh hơn ánh sáng của mình trợ giúp đã khiến cho mọi chuyện đã kết thúc êm đềm. Xong chuyện, Thẩm Kiếm Tâm quyết định lên đường hành tẩu giang hồ, hoàn thành giấc mộng đại hiệp của bản thân. Thẩm Kiếm Tâm từ biệt Diệp Anh đến Trường An để hành hiệp trường nghĩa, giúp đỡ ba tánh. Chỉ có điều trở thành một đại hiệp thực sự quá khó, cũng may cậu ta gặp được Lý Phục. Cả hai vừa gặp được nhau mặc dù có chút xa lạ, nhưng lại nhận thấy đều chung chí hướng như nhau, thế là cả bọn cùng nhau hợp tác để bảo hộ thành Trường An. Vừa ăn uống no nê vừa bàn chuyện đại sự, nhìn rất là có phong thái của một người hành tẩu giang hồ. Chí lớn nuôi chưa được bao lâu thì cả hai bắt đầu nản dần, bởi lẽ công việc hành tàu giang hồ, bảo hộ Trường An này quá sức với bọn họ. Dù có suy đi tính lại bao nhiêu cách đều đã bị các anh hùng hào hán đời trước sử dụng cả rồi. Lúc này đứng dưới cơn mưa đầy lạnh lẽo của bầu trời Trường An, Thẩm Kiếm Tâm mới thấu ra tất cả. Ban đầu là cậu ta cứ ngỡ rằng đã biết tất cả mọi chuyện trên thế sự này, nhưng thực chất
cậu ta chẳng làm được gì cả. Thà rằng trở về đạo hương thôn là một tay bảo vệ quen còn hơn. Biết được anh em đang rơi vào bế tắc, Lý Phục ngay lập tức xuất hiện khuyên bảo Thẩm Kiếm Tâm vài câu. Không cần phải quá vội vàng làm những điều lớn. Chỉ cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, như thế cũng đã trở thành một đại hiệp chân chính rồi. Ngẫm ra được điều đó, Thẩm Kiếm Tâm như được tiếp thêm nguồn sức mạnh to lớn. Tiếp tục công việc bảo vệ bách tính, bảo hộ Trường An, trở thành một đại hiệp thực sự.